Đi vô đây. Đi vô. Con về đâu? Đi vô đây. Không. Sit here. Nha. Quá trời quá đất rồi. Ha. Bé hai. Cứ gọi con là bé hai. Con bé là China. China, ok? China. Yeah. China. Chị China, chị có biết là ba má của chị với em tốn biết bao nhiêu tiền chị mới được vô cái trường UCLA không? Hả? Làm ơn làm phước, về lót liền cho cậu. Không được. 6 tháng từ khi qua đây giờ con mới được gặp cậu á. Con đi đâu hết trơn á, giờ cậu mà cản mà con gọi police nè. Mày làm gì, mày làm gì? Con gọi police. Hay quá ha. Có cái chiêu, ở cái gọi nai quanh quanh hả con? Mày muốn bullick á, còng đầu cậu mày tống vô trong rổng hả? Cậu mà vô rổng á nha, là đỡ hơn á, ở ngoài này mất công lo cho con á. Biết chưa? Cậu về. Cậu nói buồn quá à. Con muốn đi ăn phở. Muốn đi ăn phở hả? Muốn ăn phở thì ngồi tại chỗ. Em đi mua về cho chị ăn. Ha. Ngồi đó đi, tôi đi mua. Ủa, con làm gì á? Đem theo, để anh cậu cô trốn làm sao? Hi beautiful. Em có quen với chú Trí hả? Anh biết cậu em hả? Cậu? Trời ơi, đương nhiên rồi. Không những mà biết, mà còn thân nữa nha. Em biết không? Trong cái ngành nail đó, cậu em cực kỳ nổi tiếng luôn đó. Ủa? Anh có bị lộn không vậy? Cậu em là bác sĩ mà. Bác sĩ? Hả? Ông già này xạo xạo. Làm nail bị đặt cái là bác sĩ. Đã vậy, tôi gọi như banh luôn. Anh vậy trả lời câu hỏi của em à? Trời ơi, em biết không? Mấy người đại gia bên này đó, họ kín lắm. Họ sợ mấy người Việt Nam biết á, rồi xin tiền này nọ. Giàu phiền lắm. Cậu này. Bây giờ anh có việc phải đi đó. Nhớ đừng cho cậu em biết là anh cậu em ở đây nha. Nhớ cưng, ba cưng nha. Bye bye. Đảo giùm coi. Đó, phở đó, ăn đi. Ăn xong rồi về lót cho cậu. Cậu, sao cậu lại nói dối cả nhà? Cậu đây đâu phải là bác sĩ đâu. Ai nói? Ai nói với con? Trời ơi, sự thật thì sớm muộn gì cũng bại lộ thôi. Mình là đại gia mà có gì phải giấu. Đại gia? Ừ. Đại gia gì? Thì đại gia ngành nail đó. Trời ơi, ở bên Mỹ mà làm đại gia là hơi bị ghê luôn á nha. Nhưng mà yên tâm, con biết là cậu không muốn trai biết hết. Cho nên là con sẽ giữ bí mật. Nhưng mà với một điều kiện. Ê, mấy đứa. Ê, chú nói, đây chú nói nghe nè. đây. Đây là My, cháu của chú. Cháu ruột của tao đó. Cháu chú hả? Trời ơi, dễ thương như búp bê vậy. Làm gì chơi? Trời, nó khen dễ thương nựng lắm ghê. Trời ơi, còn con cũng vậy nữa, nựng gì mà lố lăng vậy à. Thôi, em nó còn nhỏ đừng giận hờn gì nghe không? Dạ. Ủa, không có khách hả tụi con? Dạ chưa. Thôi vậy tụi bay vô nghỉ ngơi đi. Đi vô phòng đóng cửa lại nghỉ ngơi đi. Đi. Jennifer, đi con. Đồ cá chú. Vô ngủ đi, tao cho. Vô ngủ sâu. Ngủ sâu vô. Nha. Vô đi, vô. Vô trống. Ôi. Ôi trời. Ôi. Trời ơi. Cậu còn đúng là đại gia nha. Tiệm này là lớn chưa cậu? Lớn chưa? Cũng chưa hẳn là lớn. Trí. Giờ này mới về đó. Quá trời quá đất rồi. Từ Việt Nam qua ha. Mới về được tới tiệm chưa có nóng chân à. Là đi nữa, đi tới giờ này mới về. Trong khi tiệm bao nhiêu chuyện đăng đăng đê đê à. Cô lại mà bắt nạt cậu tôi. Không có hổn với người lớn vậy nha. Tôi là cháu của cậu tôi. Chủ tiệm nail này chứ ai. Nó là cháu ruột của tôi. Cháu của chủ tiệm. Tôi biết chị sốc lắm nhưng mà trời... Tôi không có sốc, tôi chỉ hơi lão đảo thôi. Tôi quỳ xuống tôi lại chị một. Bây giờ tôi sẽ quỳ xuống đây tôi lại chị.
chị thông cảm cho tôi đi chị một. Tôi lỡ nói đó. Nói sao? Thì chủ hồi nãy tôi nghe nó nói á, ông nói với nó là ông là chủ cái tiệm nail của tôi luôn hả? Không có, tôi nói với nó tôi là tổng giám đốc cái hệ thống bin nail 7-8 tiệm vậy nè. Dạ, nó nặng hơn là một tiệm. Dạ, tại chị biết làm sao không? Trời ơi, hồi đó bên nhà tôi bên Việt Nam á, tưởng tôi qua đây học y, đâu ngờ tôi ấy. Thôi bây giờ bữa nay á, chị đóng làm đầy tớ tôi một bữa đi nha chị. Rồi cái con sau này chị muốn gì á, thì mình tâm sự loài chim biển sao, hay là trừng phạt sao nha chị, được không chị? Được không? Bình thường mà, đâu có gì đó. Ủa nhưng mà anh làm gì mặt anh xanh chành vậy? Thì tôi sợ chị giận. Chị nghe. Thì không ai hiểu chị, không ai hiểu tôi bằng chị. Trời, cái gì vậy? Gì là gì? Ở đâu ra vô đây mà bà phá tiệm tao quá trời vậy? Lâm, ủa cô, sao hai người đứng đây mà không có coi gì vậy? Đây, sao để kỳ vậy? Có coi gì vậy? Đây, chống họng lên à? Đi. Ủa sao cứ kỳ vậy? Con ơi, con thích gì con cứ chơi nha. Ừ, con lấy mấy cái lọ nước sơn, cái nào mà con thấy màu thích là sơn tường luôn đi. Ê, không phải, sơn người chứ không phải sơn tường nha. Sơn người sao tắm được, sơn móng á con còn không thích dục nha con. Tạm thời bữa nay á, là tiệm nail đổi chủ nha. Ổng lên làm chủ, tao mày ở đợ. Mày chỉ cần biết vậy thôi. Ừ, chỉ cần biết vậy thôi nha. Giờ bữa nay nè, cho nghỉ. Hả? Mày dẫn chị một đi mo đi, sao cốt rồi đi. Đi shopping đi. Cô, vì mình đi vô trỏng mình mua đồ đi rồi về ông chủ trả bill. Thôi coi như tôi chuộc lỗi. Thôi, ta tả. Ê, vậy vô mình mua đồ hiệu cô. Ê, 500 đổ lợi. Ủa, có 500 hả? 500 thôi. Đi lẹ lên đi mà. Gì vậy? You and you do it. What? What? Ủa, làm sao? Sơn. Nó mình sơn cho nó đó cô. Dạ, để sơn. Đúng rồi, ở đợ phải sơn chứ. Ê, thôi, đây. Đây, để chủ làm. Nè, vô tiệm nail mà được chủ đích thân làm cho mình là VIP lắm đó, con hiểu không? Để cậu làm cho con. Ấy vậy vậy, cho thợ nghỉ. Dạ. Nay cho thợ nghỉ bữa đi shopping. Dạ. 500 đổ lự. Dạ, cảm ơn chủ. Dạ. Tao không thích đi mò. Wow. Rồi. Hay xa. Good. Ê, mà ở bên này mà có một cái tiệm nail lớn như vậy á, là nhà bà giàu lắm luôn á. Chính xác luôn. Điều đó là tất nhiên rồi. À, chưa hết đâu nha. Sắp tới tôi sẽ cho mỗi người một chục cái bô chờ đi làm nail lúc nào cũng được, miễn phí. Được. Như vậy, chỉ được làm nail thôi à? Chứ muốn làm gì nữa? Muốn gì trời, tôi thì... Tôi á là muốn làm thịt bà. Chuẩn bị. Thịt tỏi thôi đi, hai bà xỉn rồi. Nhây quá à. Xỉn cái gì mà xỉn? Đúng mà. Giờ tôi mà vô tôi lấy rượu uống luôn bây giờ nè. Trời ơi. Ơi. Tỉnh rồi mà uống gì nữa? Nhậu gì nổi mà nhậu. Bây giờ mở nhạc lên nhảy overnight. Ok. Yeah. Trời ơi, một bãi chiến trường tan hoang. Trời ơi,
Một mình cô vô đây là quậy đã muốn nát cái tiệm rồi. Cô còn kêu hai con tiểu yêu vô đây, giờ cô còn ngang người cái tôi hả? Thích gì á được không? Ở đây bà có biết tôi là ai không? Tôi là cháu của cậu, là chủ tiệm nail này nha. Bà nghĩ là ai mà chỉ là thợ nail thôi mà hả? Làm như bà làm lớn không vậy? Cái gì? Hả? Câm hồng lại. Con gái con đứa nhậu nhẹt mùi rượu không? Tại sao con hỗn hào vậy hả? Cậu gì một cái bà làm nail vậy thôi mà cậu chửi con á hả? Cậu kỳ vậy mà cậu đuổi bà ra đi. Đuổi bà ra khỏi cái chỗ này đi. Con im đi. Đồ mất dạy. Cậu. Hai lady. Cưng, ai mà dám chọc cho cháu gái chủ trí đại gia Pinel giận dữ vậy? Stop it. Anh không biết thì thôi. Không có ai giàu đại gia mà keo kiệt bủn xỉn như ổng hết trơn. Keo? Người ta nói đó, mấy người mà giàu á, họ không thích bị làm phiền đâu em. Tội nghiệp cưng ghê luôn vậy đó. Cái gì vậy hả? Xuyên tạc cái gì, nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy hả? Cậu đó nghe, một cái đứa nhỏ chưa biết một cái điều gì hết mà cậu cũng lợi dụng nó được đó hả? Giờ muốn gì? Gì làm gì nóng vậy? Con chỉ vô tình biết em đây là cháu chú Trí thôi. Mà thôi con có điện thoại. Con nhờ gì nha. Anh trai đâu vậy? Anh! Cái gì mà anh trai con? Nó là kẻ thù của con đó mà con gọi nó anh trai được hả? Cô mắc cười quá à. Tôi nói chuyện với ai là chuyện của tôi. Đi quay gì tới cô? Ủa? Mà cô theo dõi tôi hả? Nè con bình tĩnh, con nghe cô nói nè. Cô cũng như cậu tôi thôi à. Cùng một kiểu người. Giàu kết xù ra mà với con cháu mình thì cay độc. Con biết thì hãy nói nha, còn không biết đừng có nói bậy. Được rồi. Chuyện đã xảy ra đến nông nổi như vậy rồi thì cô cũng nói cho con nghe một sự thật. Thực ra cậu Trí của con chỉ là người làm công cho cô thôi. Mấy chục năm nay rồi con. Con biết không, có một năm á, thời tiết rất là lạnh mà cậu con làm việc quá sức của mình, thành ra là cậu con gần như lao lực. Kỳ đó ông bị viêm phổi, cô cứ nghĩ là ông không qua khỏi luôn nha con. Cậu con làm mấy job luôn, làm để kiếm tiền. Con biết kiếm tiền để làm cái gì không? Để lo cho bà nội, lo cho hai đứa cháu. Rồi con biết cái tiền mà con đi du học á là tiền của cậu con đó. Con thấy có ai á mà tốt như cậu con không? Con sai rồi đúng không cô? Đó, giờ con biết hết rồi đó. Cậu á chỉ là quản lý thôi. Nói trắng ra cậu cũng làm công cho người ta để kiếm tiền, con hiểu không? Còn mày á, về Việt Nam mày nói tao làm gì hay là tao giàu có gì đó, cái đó tao cũng không biết. Cái cậu quan tâm á là con lo học đi. Con đừng có tụ tập ăn chơi đàn đúm nữa, lớn rồi. Công nhận á, trong tiệm này á không ai giữ móng qua chị đâu đó nha. Rồi nói nghe nè, chị á, chị mới nhập một cái loại tinh dầu của Pháp thơm thiệt là thơm để massage body á. Chút xíu á, đi lên trển á chị massage cho. Thiệt không? Thiệt. Dịch vụ nào á mà có nào mà mới á mà đẹp tốt mà đẹp á thì cứ giới thiệu cho tôi đi. Ừ, bây giờ chị đi ngồi đây đi. Tôi lên á, tôi soạn cái phòng massage đó, chút xíu em lên á là em phê liền luôn nha. Dạ, hả? Được được được. Ừ. Nước con ơi, nước cho khách kìa. Dạ. Trà đây, trà hoa hồng nha cô. Dạ. Tốt lắm luôn. Dạo này á cô có nhiều chuyện buồn nên chẳng thiết ăn uống gì vậy con ơi. Trời ơi. Mà cô cũng nghĩ uống trà cũng là một cái hay. Dạ.
Thôi cảm ơn con nha. Dạ. Cô đang gặp stress hả cô? Bây giờ mà mình stress á, con thấy là mình lên mạng coi mấy cái clip hài đi, vui lắm. Con là con hay coi vợ chồng son á, trời ơi mấy cặp vợ chồng vô đó chôn nhau cười xỉu luôn. À, cô cũng coi thường xuyên lắm đó. Dạ hả? Đâu đâu mở coi có cặp vợ chồng nào mới nữa không? Dạ có, bữa giờ là con đang coi nè. Bữa con coi tới đây là trời ơi vui quá trời vui luôn. Trời ơi cha này ông Quốc nè, ông Quốc Thượng nè, trời ông đang ưa té ghế lọt xuống sàn xuống nia. Trời con khoái lắm, con hâm mộ ổng lắm. Vui quá trời con ha. Mẹ nè, con có clip nào mà cái lộn á mà có hàng triệu view kìa, mở lên cho con xem. Để lên, để lên. Ủa sao ghê vậy? Ủa sao giống như giống như giọng nói với hình dáng của bà. Rồi ba cái clip cãi lộn trên mạng coi, đừng coi, coi nhức đầu lắm. Đâu đâu cô coi. Rồi. Đừng coi, đừng coi. Ok. Ready hết rồi em, đi lên em. Đi em. À, bà một nè. Tôi thấy cái clip bà, tôi thấy là bà lớn tuổi rồi, già rồi còn gây gổ nhau làm chi nữa mà người ta quay lại rồi đăng lên mạng. Thiệt hết sức luôn, làm xấu hổ cộng đồng người Việt. Thôi, tôi không có làm nữa đâu. Nè, cho cô gửi nè, nha. Cô, ủa, thôi. Ủa gì vậy con? Ba cái clip chửi lộn trên mạng, không có gì đâu. Clip nào? Clip nào mà nó tao chửi? Hả? Đâu, mày mở cho cô coi nha, nhanh đi. Thôi cô. Mà, trời, con đừng có sợ cô buồn. Nha, con mở ra. Mở ra. Trời gì ghê vậy? Trời tôi kinh tởm vậy luôn á hả trời? Jennifer, mày coi mày rảnh á, mày clean up mấy cái gì đi chứ mày ngồi không nó tao khó chịu quá à. Trời ơi, không còn cái gì để làm luôn á cô. Chắc chưa. Bà Thị Một, bà thấy chưa? Bà cứ dằn co bà không nghe lời tôi, dằn co gây lộn bây giờ nó tung clip lên mạng rồi. Bây giờ nhìn cái mặt hai chị em mình ai cũng sợ hết. Bà là cái người gây trước, bà là cái người gây tôi chứ không phải tôi gây bà đó. Gây đâu, tôi ra tôi chỉ cái cây thôi chứ làm gì mà bà. Đứa nào nắm tay tôi kéo ra ngoài. Ai? Hả? Ai nắm tay tôi kéo ra ngoài? Ủa, ai đi theo tôi làm chi? Ủa đi theo gì? Bây giờ bà lôi tôi ra tôi phải ra chứ làm sao? Đó gây với cô, bây giờ trong tiệm tôi nè không có một khách. Còn qua đây nè. Có không? Có khách không? Có không? Thôi. Thôi hai cô ơi. Trời ơi giờ mình đứng đây gây lộn nữa. Bây giờ cái clip nè, nó lỡ tung lên mạng rồi. Mình phải tìm cách mình gỡ cái clip xuống. Hai cô gây lộn cũng được gì đâu, đúng không nè? Tức gì đâu là tức à. Cái đứa này nó quay lén á, bà thấy không? Bà có coi kỹ không? Mặt bà ngoài đẹp hơn trong trong cái trời già chát à. Ủa chứ bà tưởng bà trẻ hơn hả? Bà tưởng bà trẻ hơn mà. Thôi cái bộ đó thay cô á, thôi mà. Đúng là truyền hình thực tế mà. Hai mợ đó, thật là biết cách tạo không khí nhộn nhịp khi mà cái tiệm nó ế như vậy. Mà sao nay có mình bé cưng kia vậy? Có đứa nào cản tao không? Tao quýnh nó giờ nè. Thôi cản không? Nằm để xong cái đồ đó. Để quánh con ở tù bây giờ đó. Để con nè. Ông đừng có nói là cái clip đó là do ông tung lên mạng nha. Clip nào? Hai mợ cãi nhau mắc mớ gì nữa anh? Nín nha cưng. Mà mợ à, từ ngày không có con mợ thay đổi nhiều quá. Con buồn hết sức luôn hả mợ? Má, tụi con má, 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 má. Bà cản kiểu gì, bà cản ngược thở nữa kìa. Trời tôi cản, cản trời, trời ơi, trời. Sao? Sao lên, bà nắm tay tôi đi. Hả? Bà nắm tay tôi đi. Nắm vô hả? Chị, rồi, má, nó tới nè. Đó, vậy đó, khỏe hơn không? Gái đứa gì nó hung hăng, dễ sợ là cái tiệm này đúng là y chang một ruột với nhau à. Ê, hai chị. Anh chào hai chị. Hai chị chắc là khách thân quen của tiệm này phải không? À, đúng rồi. Ủa? Em chắc là hai chị đã coi cái clip bây giờ đang hot quá trời trên cộng đồng mạng nó biết rồi cái gì. Ôi, cái clip này em có xem, nhưng mà em quên chị ạ. Thôi, à tôi cũng có coi rồi đi. Thôi đi về để em thôi làm mít lòng mấy bả chửi chứ. Dạ. Mày dám đuổi cái hả? Thôi con, để đó. Mấy người làm quá à. Ủa? Ê, cái gì vậy mợ? Mợ? Tao nhìn mày đủ rồi nha. Tao nghiến nãy giờ á, bể mày ở răng sứ đâu nha, giỡn mặt à. Tôi nói bà rồi sao cái đô nó hay đổ bể lắm. Bể rồi hả? Chưa mới nứt thôi. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả?
thôi đừng nói nữa. Trời ơi, mấy dì cứ về hoài hẹn chia tiệm không còn bốn khách. Ở Mỹ đó, đánh nhau là đi tù một câu nghe chưa? Đi chưa? Thôi mẹ đang nhục lắm, con đừng có đồ đi đồ lại nữa thiệt á. Mẹ đang rất nhức đầu. Mẹ sẽ hứa với con mẹ tìm cách mà. Cô, cái clip của cô với cô Quan á, bây giờ nó hot trend dễ sợ luôn cô. Ai cũng coi, ai cũng biết hết trơn. Đến nỗi mà con đi ra ngoài đường hả, bây giờ người ta còn biết con là trợ lý của cô đó, còn biết tên con là Lâm Tâm Phai nữa đó. Trời ơi, tự nhiên ta lại ra xin chữ ký quá trời quá đất luôn à. Giờ sao? Giờ tính sao đây? Tính sao là sao biết tính sao chứ, giờ bà muốn tôi sống sao? Ủa thì cái vụ cái clip đó, bà thấy không, ảnh hưởng biết bao nhiêu. Tiệm bà cũng ế nhẹ mà tiệm tôi cũng vắng tanh à. Bây giờ phải làm sao chứ, không thôi sập tiệm á. Làm sao đây, biết làm sao bây giờ thì từ từ đi chứ. Trời ơi, bây giờ bà vô bà cứ rần, làm sao mà tôi tìm ra được. Trời ơi, ai mà muốn. Thôi nè, hai cô đừng có gây nhau nữa. Làm như vậy cứ không được gì, rồi người ta lại quay clip người ta tung lên mạng nữa. Phải, nhưng mà bà nói sao giờ? Nói giống như cái chuyện vô, tôi vô can vậy đó, tôi vô tâm vậy đó. Thôi nè, bây giờ hai cô có nghĩ cách ra chưa? Chưa nghĩ cách gì thì con đã có cách cứu chữa rồi. Trời ơi, dễ thương, đẹp. Trời ơi, xinh nè. Hai cô, con thấy hai cô xạo xạo sao á. Mình thân thiện thiệt chút đi. Thiệt sao? Thiệt hơn. Nghe kìa. Không, cái này con về con dựng cắt ngọn hết á. Làm vừa thôi phải không? Dạ. Mấy cái nó không hay là con chêm nhạc cho hết mà. Thương thiệt. Vừa tới đây thôi nè. Trời ơi, Du quả là thật đẹp. Du quả là thật xinh. Đó mà. Thấy không? Đó. Trời ơi. Sao mà bây giờ? Đó. Xong chưa vậy? Chưa. Đã. Đúng rồi. Hai người nắm tay như vậy nha. Cười với nhau nè. Vui nè. Mặt ăn vui nè. Đó. Trời ơi, nắm tay như vậy nè. Đó. Được rồi. Giữ nguyên như vậy nha. Rồi nha. Rồi xong. Ủa, sao đang nắm tay thân thiện sao tự nhiên xong cái buông ra mặt lạnh lùng hết trơn vậy? Xong buông ra chứ ôm nữa làm chi? Thôi bây giờ mình lỡ đà mình nắm tay thân thiện rồi thì mình nắm thân thiện luôn đi. Never again, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Năm nè. Dạ. Cái clip mà gây lộn á là 100.000 view. Con phải làm sao mà clip thân thiện đây nè là 200.000 view nghe chưa? Để chặt lại. Đúng rồi. Trời, cô nói cái đó là cô hơi làm khó con đó. Thường cô biết mấy cái clip mà đánh lộn nè, đánh ghen nè, chửi nhau là cái lượt view nó lẹ mà coi dữ lắm. Mà thân thiện là chậm dữ lắm, không có ai vô coi đâu. Cái đó là cái chuyện của con phải làm chứ sao? Trời đất ơi. Mày phải nghĩ ra chứ. Để con nghĩ cách. À, con có cách rồi. Mấy cô yên tâm, con sẽ làm cho tăng lượt view người coi bằng cách vừa con dựng hình mấy cô xong cái con chen chen mấy cái hình hot của con đó. Đảm bảo là cái lượt view nó sẽ tăng lẹ lên liền ạ. Hả? Mày muốn làm sao thì làm. Làm đi. Hai cô mặc thân thiện lên chút coi. Cái mặt sao nó sống sượng mà nó giả giả sao á. Sượng trân hả? Cười lên đi cô. Bây giờ nè, tôi nói bà nghe. Bà là cái người đang enjoy, tôi là người làm. Đúng không? Thì cái mặt tôi căng tệ tôi đi. Còn bà phải banh miệng mà mình nghe nanh ra chứ. Cái gì vậy? Trời, cái mặt bà chầm dầm mà sao tôi enjoy được. Thôi nha, cái này là gì chuyện làm ăn buôn bán nha. Chứ chịu hết nổi rồi đó. Giờ sao nè? Dạ, 2, 3. Con quay lại nè, cười lại nè. Ừ. Vui nè, thân thiện nè. Hello? Yes, it's being now. Two slots for tomorrow. Okay. Yes, I remember. One
or 2 o'clock and 2 or 3 o'clock tomorrow. Okay, okay, thank you. Hello, hello, hello. Hi. Hi. Oh, hi, nice to meet you. Oh, you meet you, yeah. This is my boss. Oh, nice. Nice to meet you. Thank you. Nice. Thank you, thank you. How are you today? I'm very good, thank you. What's your name? My name is Alishka. What's your name? 24. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. Okay. I see today you have waxing and massage and whitening skin and I see you also have a scrub, but today I think I'll only do acrylic nails, but you know the coffin one, not the straight one. I want the coffin one. And I'm not sure what color yet, but I will think about that later. Cô ơi, nó nói gì nè? Hi. Oh, hi, hi. May I help you? Yes, sure. I would like to do my nails today. I wanted to do acrylic nail. And I want to do coffin style, so the front has to be a little bit cut. And then I'm thinking the color red and yellow and black. Okay, okay. Bây giờ khách người ta yêu cầu như vậy nè. Người ta muốn ba màu trong cái bàn tay của người ta. So sorry, two hand and only hand only hand black and only hand yellow. No, mix. They have to be mixed. Ok, ok. Tức là giờ người ta muốn á là cái móng tay của người ta cùng một lúc là ba màu luôn đó. Là giống như màu cờ, như vẽ cờ vậy đó, hiểu không? Mít ba màu luôn. Ừ, nè, cái vàng, cái đỏ, cái đen. Một tay. Ừ. Ba màu luôn. Ừ. Ủa con làm sao? Trời đất ơi, con là thợ chiến của cô mà con hỏi cô một cái câu hết sức là ngớ ngẩn. Đây nè, ví dụ gì nè. Ví dụ gì nè ha, một cái móng như vậy á là con chia làm ba màu. Màu vàng, màu đen, màu đỏ. Hiểu không? Giống ngựa vằn vậy thôi cô. Kệ người ta đi, người ta thích thì kệ người ta. Nhỏ này mà lỡ tao không chịu rồi sao? Chịu bôi đi. Bây giờ đỏ trắng đen không chịu mà đen trắng đỏ. Trời, bộ con này nó khùng hay nó không biết con làm. Cái gì vậy? Tại sao nói tôi là khùng hả? Oh no. Enjoy, enjoy. Cô ơi cô, có tình vui. Gì? Có khách đặt, đặt neo nữa nè. Cái gì? Đặt làm neo. Gì? Cô có nhận không? Không. Ủa sao vậy? Mày điên quá à, tiệm mình á nè. Còn tới 7 người nữa đây nè, cái ca này ca đang chờ nữa nè. Cô mới phải dời hai khách qua ngày mai rồi đó. Trời, cô mới 2 giờ mà cô không có nhận khách nữa hả? Mai mốt lạ như khách người ta bỏ mình đi luôn đó. Trời, chứ biết làm sao bây giờ, thợ đâu nữa mà làm. Trời, bà Diễm nè, không biết bà gọi làm gì đây. Alo, bà Diễm hả? Tôi nè. Trời ơi, sorry nha, không thể ha. Bên đây cũng 7-8 ca nữa còn đang chờ kia kìa nha. Anh chơi. Gì em? Em chờ 2 tiếng đồng hồ rồi á. Rồi em ráng chờ chút xíu đi. Em biết sao, không biết sao nay mà đông dữ vậy nè. Chờ chút xíu nha. Chị ơi, chị chờ chút nha cưng nha. À, chị thông cảm nha, tìm hôm nay đông khách quá à. Chị làm ơn chị về đi, rồi có gì ngày mai chị ghé lại được không? Trời đất ơi, tao đang năn nỉ mà sao tự nhiên mày đuổi khách vậy? Cái buồn này thiệt á. Ngồi chờ chút nghe. Trời nha. Chú, con có cách của con để đó. Chị, tiệm đông khách quá, ngày mai chị làm ơn chị ghé lại đi, rồi em giảm cho chị 20%. Ok. Ít vậy. Thôi 50% luôn đi. Hả? Nha. Chắc nha. Dạ chắc. Chắc nha. Dạ chắc chị. Rồi ngày mai tôi lại lấy giảm giá. Dạ cảm ơn chị. Em đi nha anh Trí. Cảm ơn anh 50%. Nè em trời ơi, tự nhiên mày nói giảm 50%. Mày lấy tiền vô mày bù hả? Ủa cái gì vậy? Con này giờ nó muốn làm gì nó làm hả? Chị đi. Nó nhỏ, tiền đông khách quá. Bây giờ là 2:30 đúng không? Đúng 3 giờ sẽ có một phái đoàn VIP 15 người, người ta đổ bộ qua đây hả? Làm trả giá gấp đôi. Trời đất ơi, 15 người, đông vậy hả? Rồi chỗ đâu ngồi? Không lẽ ngồi anh đầu hai đứa tao? Bây giờ đơn giản lắm. Con điện thoại cho cái đoàn khách đó đó, con nói với họ là 1 tiếng nữa hãy quay trở lại. Thì từ bây giờ mình không nhận khách mới nữa, vậy thôi. Trời ơi, 1 tiếng nữa hả? Là cầm cự luôn hả? Mà không có được, người ta đang trên đường qua sao tao cầm được? Chết rồi, trời ơi, bây giờ sao? Rồi có cái cách nào? Bây giờ có, con có cách rồi, cách này độc đáo nha.
Để con vô con cúp cái cầu giao điện. Cái họ ngồi họ nóng, họ chịu không nổi, họ bỏ về hết. Sao giống hồi nhỏ tao đi coi hát á, rạp hát nó bán ế cái nó cúp cầu giao đuổi về hết rồi. Đúng rồi đó. Điên gì đâu á, khùng điên quá đi. Không được. Thế bây giờ sao? Cách nào khác đi. Cách hả? Ê, hay là con hun khói đi cho tiệm nó ngộp thở, cái khách nó đi hết. Trời ơi, khách không ngộp mà chúng mình ngộp đó, hiểu không? Con này sao nó chắc khác đi. Trời sao rối trí quá, cái khách đông làm mình rối trí quá. À, con nghĩ ra, để đó con lo nha. Mấy chị ơi, làm lẹ 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 đi cho khách về. Trời ơi, tiệm đông lắm rồi còn đón một loạt khách mới nữa. Lẹ đi nha, lẹ 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 đi rồi cho khách về đi. Dạ, mấy chế thông cảm nha. Tại tiệm khách đông quá. Về đi, rồi mai ghé lại em giảm cho 50%, ok. Trời ơi, riết làm như nó là chủ của tôi với ông làm tôi đòi cho nó đó. Ông coi nó tính toán như vậy có sạc nghiệp không. Tiếp cái đoàn khách kia tăng gấp đôi, giờ cái đoàn khách này mới tới mỗi người nó giảm phần nửa rồi cũng như không. Còn mất lòng khách quen nữa. Chắc không ai chấp nó đâu, nó khùng mà. Đúng vài giây nữa thôi, nhóm khách VIP sẽ ập tới tiền nào, đừng hụt hẫng. Đừng tuyệt vọng, chỉ vài giây nữa thôi, đoàn khách VIP họ sẽ ập lại đây. Tao không cần, không có tiếp. Trời ơi, 5 tiếng đồng hồ rồi. Mày dòm đi kìa. Nhân viên ha, không đứa nào dám đi ăn uống gì hết trơn. Trời ơi, mày thấy chưa? Một khối thịt ngủ hả họng. Mày nhìn đi, xuôi tay nhắm mắt. Mày thấy tội nghiệp chỉ chưa? Chú bình tĩnh đi. Chú để đó con điện thoại cho họ. Con chửi lên đầu họ. Tại sao khách VIP gì mà giống như khách dịch vậy? Kỳ cục vậy. Hello, tại sao vậy? Tại sao? Nó nói gì vậy? Họ tắt máy luôn rồi. Ui. Cái này nha cô. Không được. Cái này ha. Mẫu khác đi. Không được. Vậy cái này nha, tôi thấy cái này hợp với cô nè. Các cô không có mắt thẩm mỹ hả? Cái mẫu gì mà thấy ghê à? Trời đất ơi, nãy giờ mẫu nào cô cũng chịu hết trơn á, sao cô khó chịu vậy? Đi chỗ khác, ăn nói hỗn màu. Chủ nó rồi, đóng cổ ra khỏi đi. Dạ, dạ, em xin lỗi cô. Thì thôi, giờ nhà mình chọn cái sơn nha cô nha. Cái này nha cô. Không, không được. Tôi bảo là không được mà. Tôi muốn cô massage cho tôi, nhưng mà cô á phải tắt đèn, tắt máy lạnh. Tôi muốn các cô phải làm việc trong bóng đêm. Tắt đèn rồi sao làm cô? Nhưng mà tôi thích. Cô mà còn cãi cãi tôi cào nát mặt cô bây giờ á. Không có nghề nghiệp chuyên môn á thì đừng có đi làm thợ nghe chưa. Cô nói gì vậy? Tôi nói cô đó. Cái tiệm á, củ xì, ghế á thì dơ, nước thì không nóng, sơ bị thì tồi. Chuyện gì xảy ra đây? Cô hỏi nhân viên của cô á. Dạ, cái cô này nè, từ trưa tới giờ á, kiếm chuyện đủ thứ hành hạ tụi con, còn cào cấu cắn xé con Huệ nữa kìa. Vậy đưa cô coi coi. Trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy nè? Nè, tôi nói cho chị biết nha, tiệm của tôi có quyền từ chối không service khách như chị nghe chưa? Sơ Việt thì tồi, bà chủ thì già cả. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đâu rồi? Cô. Trời, khách chị đâu mà nó điên loạn vậy? Mà tụi con nữa. Tiệm nó về thì sao không gọi police? Tụi con á cũng chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Chứ đâu có cẩu thả gì đâu cô. Mà không biết bà ấy đó làm sao á. Đúng là bà điên à. Phone của đứa nào vậy? Ủa, điện thoại này của tụi con hả? Dạ không. Dạ không. Chắc cũng bà khách này rồi. Ngoài đi. Tommy. Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi. Gì vậy chế? Cái gì mà chết trời hoài vậy chế? Bộ cô Một có chuyện gì nữa hả chị? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chuyện gì vậy? Tại sao? Cái gì vậy chế? Ổn đó. Được rồi cô để đó. Để nó biết tay con. Chuyện gì vậy chứ? Hung thủ đã làm cho tiệm của chúng ta banh chành. Hố lên hố xuống. Tiệm của cô Một lao đao cũng vì nó.
Rồi bây giờ tới tiệm của cô Quan nữa, nó cũng chơi y chang như vậy. Ai vậy chế? Nó là ai không? Ai? Cái thằng móm đó. Trời ơi, thằng móm là thằng nào? Là cái thằng Tommy đó. Thằng Tommy? Yes. Nó tới số với em rồi. Em nói thiệt, cái chế hả, giang hồ xử nó không chết đúng không? Lần này hả, em sẽ cho nó chết. Thôi, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh sẽ được mà, bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Lần này tôi sẽ xử cho nó chết trong đau đớn. Chị Lâm, có phải nó sợ nhất trên đời này là con gái không? Đúng rồi. Vậy thì để em xử nó, vì em là con gái mà. Hả? Đúng mà. Rồi giờ em tính làm gì nó? Vì Binh Neo, em sẽ chấp nhận hy sinh tất cả. Để đúng rồi. Thôi. Dạ, alo. Dạ, cái gì? Trời ơi, cô Một ơi, con sao vậy? Nó hại mình hết lần này đến lần khác mà cô kêu con thôi là con thôi làm sao? Nhưng mà con tức, cô... Bội ghê luôn á. Giờ sao đây? Sao Trang gì nữa? Để tôi đi kiếm nó. Thôi, Trang. Thật sự cái chuyện này á, mình cũng không có giải quyết được cái gì đâu. Tụi em á càng làm á, cô Một càng buồn nữa. Mà Trang biết không, em là con gái, cuộc đời của em phải để dành cho một cái người đàn ông thiệt là xứng đáng. Cái thằng Tommy nó có đáng gì đâu mà phải làm như vậy. Chuyện này á, chỉ có để cho cô Một giải quyết là đúng nhất thôi à. Vậy bây giờ chị tính sao? Thôi mà.